vì có mỗi một cái giờ được rằng qua cửa có hai dây thép thao tám chả thấy đất đang đây vẫn có cột nào đâu, chẳng có cột, bên dưới thì móng móng đá, bên dưới móng đá, chắc là tại ấy thôi. Con nghĩ là ở bê tông nó co ấy, tại bê tông càng nhiều xi càng nhiều, nó càng co mạnh không, càng nhiều xi càng co. Dẻo xây mới nhanh như nó đỡ rơi vữa. Nó chết nhanh mà. Không, nó không đánh vô mình. Không bắt ta thì nó rồi dẻo. Cái vợ nó không muốn đánh ấy. Không muốn đánh luôn. Đánh vỡ ba ta rồi bảo chúng nó đánh nhau còn lâu. Cái xì nó đổ vào. Cứ xì quẹn vào nó dã ra thôi. Tất cả nó lứt ở xì hết mà xì nó co nhanh như đấy. Cái tượng cái đường hay cái miếng nào mình đổ rộng nó đều co đều lứt hết. Cái xì nó co ngót thế nào. Nhà đéo đâu cũng thấy nứt cái bảo rồi. Cô bảo nhà nào hầu như không kẹt còn nứt rồi hết nứt chẳng cái này đây bạn ơi. Nói thật thì nứt cũng đéo thể trông nó xấu rồi không thể sụp được chắc hơn nhà ngày kia nhiều. Thì chắc thì đương nhiên là nó chắc nứt thì nhìn nó mát thôi. Nó nứt thì nhìn thấy nó mát. Bây giờ muốn không lứt thì xây lên nó đã đấy tầm hơn năm cho mày co ngót chán đi trong hồ chán xong mới đổ